Tôi Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần chuyện nóng trong tuần ngày thứ 6 mùng 1 tháng 5 năm 2020. Mới đây chúng ta đi hết 4 tháng rồi thưa quý vị. Và một lần nữa xin cáo lỗi quý vị là anh bạn Khôi Nguyên chúng tôi vẫn tiếp tục nghỉ vacation. Chắc có lẽ tuần tới mới trở lại. Đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn nói tới đó là một nhân vật có thể nói là không phải là số 1 thế giới nhưng mà có lẽ nổi tiếng cũng tầm cỡ đó. Đó là ông Kim Jong-un, lãnh tụ Bắc Hàn. Ông đi đâu trong những ngày qua? Và bây giờ người ta cho rằng ông chơi trò ú tim với thế giới. Tại sao ông chơi cái trò này? Tại sao làm này? Thì bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 thưa quý vị, nó rộ lên nhiều tin đồn. Bởi vì sao? Ông vắng mặt trong cái ngày sinh nhật ông nội của ông là ông cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà chúng ta thường gọi là Bắc Hàn. Ông không bao giờ bỏ ngày này, bây giờ bỏ. Lần cuối cùng người ta thấy ông xuất hiện là ngày 11 tháng 4 khi ông họp Bộ Chính trị Bắc Hàn. Đó. Rồi trong những ngày đó, tự nhiên là thấy cô em gái của ông là cô Kim Yo-jong, cái cô mà tháp tùng với ai ông đi qua bên Hà Nội cũng như đi các cái sự kiện quốc tế đó. Thì thấy cô ký tên trong ít nhất là 2-3 văn bản gửi cho quân đội. Không giờ từ ngày 11 giờ không thấy ông đâu. Rồi sau đó nghĩa là các giới truyền thông đưa lên những cái tấm hình của vệ tinh của Mỹ hay của ai chụp được một cái đoàn hình, cái đoàn xe lửa Bắc Hàn đi qua bên Trung Quốc đến một khu nghỉ mát mà dành cho gia đình ông Kim. Đó là những sự kiện nó xảy ra như thế. Trước đó thì nó có vụ Bắc Hàn bắn ít nhất là 3 đợt hỏa tiễn ra ngoài khơi phía đông về hướng Nhật Bản trong lúc có Covid-19. Nhưng mà không ai đếm xỉa tới, bây giờ ta lo Covid-19 là chú ấy, ý Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, Hoa Kỳ vân vân ta không chú ý đó. Thì sau khi ông vắng mặt như vậy, cứ mỗi lần ông vắng mặt là thưa quý vị người ta thắc mắc là ông đi đâu, hay ông chết hay bị ám sát, nhiều thuyết âm mưu ra. Thì những cái nước mà lo ngại nhất trong cái vụ này đã phải kể là Nam Hàn, kế bên, rồi đến Nhật, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Lát tôi sẽ phân tích tại sao mấy nước này lo ngại. Thế thì bây giờ các ông này cũng vắng mặt như vậy đó, nhiều tin đồn đủ thứ hãng, nào là của những người Bắc Hàn đào tị, nào là của Nhật, của Nam Hàn, của Hồng Kông vân vân, tình báo Mỹ luôn. Thì đưa ra nhiều giả thiết thứ nhất là ông bị bệnh. Vì nghe nói ông hút thuốc, ông bị gao, ông mập phì vân vân. Rồi đưa đi mổ bị suy tim rồi bác sĩ làm không đúng sao đó, đâm ra ông này sống đời sống thực vật. Rồi bây giờ phải đi qua khu đó nghỉ mát. Độ có thể là bị ám sát rồi không chừng. Hay là trốn đi đâu đó để mà tránh Covid-19 chăng? Mình không biết. Đồn ghê. Thì khi đồn như vậy đó, người ta đồn tới luôn là nếu ông này có mệnh hệ gì, ai sẽ là người lên thay, tình hình nó sẽ như thế nào. Thì cái người ta nghĩ đến ngày đầu tiên là cô em gái Kim Yo-jong của ông. Cô này là coi như có thể nói là như bóng với hình với ông trong những ngày qua. Cô chính là cái người mà đi dự Thế vận hội ở tại Seoul và ngồi ngay kế bên, ngay sau lưng Phó Tổng thống Mike Pence. Đây. Còn sau đó tất cả các cuộc họp thượng đỉnh là hầu như đều có mặt cô, và cô luôn luôn đi theo ông anh của mình. Thậm chí cô cầm cả cái gạt tàn thuốc lá khi mà ông anh mình ghé ở bên Trung Quốc, ghé vào trạm xe lửa. Rồi là cô đi đâu ở Hà Nội cũng vậy, hồi cuối tháng 2 mà vừa thượng đỉnh Mỹ Triều. Ông anh đi đâu là cô đi theo đó, giống như trực chờ đó, ông anh mà té là tới chụp liền, hay là ông anh mình bị ám sát ai bắn là mình nhào tới mình ôm liền. Đó, cẩn thận đến như vậy. Thì như vậy có thể cô này nếu mà ông Kim Jong-un mà như vậy thì cô này sẽ lên nắm quyền. Nhưng mà câu hỏi nữa đặt ra là liệu Bắc Hàn có chấp nhận một người phụ nữ nắm quyền hay không? Có chịu hay không? Nhất là cái bán đảo Triều Tiên ảnh hưởng Khổng giáo, nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô. Quý vị thấy ở miền Nam Hàn các bà con gái ông Park Jin Hee lên làm tổng thống mới có thời gian ngắn là cũng bị tham nhũng như kia cho rằng họ cũng chưa chấp nhận. Thì nếu như vậy có thể là cô em của ông Kim Jong-un, là nếu Kim Jong-un có chuyện gì thì cô em có thể bị thủ tiêu nếu mà người ta không chấp nhận. Rồi bây giờ người ta nói còn một người anh nữa của hai người này, anh của cô này và anh của Kim Jong-un là một người anh nữa, có thể lên không? thì chắc chắn đó là không, bởi cái ông này đó, ngay từ còn sống là ông bố Kim Jong Il đó, ông này nhìn giống nữ tính quá, ông này chỉ mê nhạc thôi. Từng tính là mời cái là Eric Clapton về cái là Bắc Hàn hát đó cơ, đủ thứ đó, ông này chỉ lo văn nghệ văn gừng, coi như ông này không thế được rồi. Thế giờ tại sao Nam Hàn, Nhật, Trung Quốc, Mỹ đều lo ngại nếu mà ông Kim Jong Un có bệnh hệ gì? Bây giờ giả sử đứa bậc cứ cô Kim Yo-jong lên mà bị lật đổ chính quyền, coi như triều đại Kim chấm dứt, bởi vì ông Kim Jong Un thì quý vị còn nhỏ lắm, không thể thế được. Thế bây giờ cái thành phần nó lên thay thế, nếu mà nó giữ như cũ thì ok, nếu nó ôn hòa hơn thì Trung Quốc không thích, mà nếu mà nó căng quá, làm dữ quá, Trung Quốc cũng không thích luôn. Nhưng mà cái chuyện trước khi Trung Quốc thích ông thích, tôi nhấn nút phải trái hỏa tiễn bay chơi được không? Bắn qua Nam Hàn, bắn qua Nhật chơi cả được không? Rung rinh nhưng mà chơi. Thành ra mấy nước này sợ đó. 30 mấy ngàn binh sĩ của Mỹ ở bàn môn điếm Vĩ Tuyến 38 sẽ được báo động. Bao nhiêu người sẽ chết vì tôi nhấn nút cái trò rồi bắn chết được vài ngàn binh Mỹ, rồi tới đâu rồi tới. Mệt chứ mà không. Thành ra cái ông Kim Jong-un này cực kỳ quan trọng. Đã 3 đời như vậy rồi, bây giờ tới đời thứ 4, nếu không có mệnh hệ nào đời thứ 4 thì không kịp. Mà ông còn ở đó, cái chế độ nhà họ Kim còn đó, thì tình hình đó ở Đông Á nó vẫn còn ổn định. Ít nhất là Trung Quốc vẫn còn dùng gia đình họ Kim làm cái lá bài để mặc cả với Nhật, với Nam Hàn, với Mỹ. Và nếu có chuyện gì xảy ra, hàng triệu người Bắc Hàn sẽ bỏ chạy sang Nam Hàn, sẽ bỏ chạy sang Trung Quốc. Người ta sẽ vượt Vĩ Tuyến 38, người ta sẽ vượt sông Áp Lục. Chưa kể người ta bơi qua bên Nhật Bản nữa. Nhưng mà cái đó cũng chuyện nhỏ, chúng tôi nuôi được. Trung Quốc chúng tôi nuôi được 1,4 tỷ dân thì thêm vài triệu ăn thua gì. Nam Hàn chúng tôi giàu có, Nhật nó giàu có. Nhưng cái người ta sợ nhất cái gì? Đang trong Covid-19. Bởi vì Bắc Hàn trong những người bảo chúng tôi có bệnh Covid thì chúng tôi đóng cửa. Làm sao tin được Bắc Hàn? Biết đâu cả đống Covid-19 là bây giờ đang Bắc Hàn thì sao? Mà mấy người này chạy Covid-19 qua là chết chúng tôi. Đó là lý do tại sao Nam Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc và cả Mỹ lo ngại cái chuyện này. Mà nếu chế độ này sụp đổ, mà giả sử Trung Quốc không còn làm được dùng làm cái ông này để cái gia đình ông này để làm cái đồ mặc cả với các nước khác, thì lúc đó Bắc Hàn không còn giá trị đối với Trung Quốc nữa. Lúc đó Mỹ sẽ phải bị 30 mấy ngàn quân về nước. Dân Nam Hàn nó bảo ê chúng tôi thống nhất rồi, họ nhà họ Kim tiêu rồi. Bây giả sử là mọi chuyện an bình nha quý vị, là yên ổn đó. Quý vị cút về nước đi, không ở đây. Cũng mệt cho Mỹ nữa chứ mà không. Nhất là lúc anh đang đòi Nam Hàn mà trả thêm tiền nuôi mấy lính Mỹ này nữa. Đó là những cái chuyện mà, nhưng mà thưa quý vị, cho đến sau đó vài ngày sau thì bây giờ người ta mới phát hiện ra là Tổng thống Donald Trump cách đây mấy ngày bảo tôi biết tình trạng của ông Kim Jong-un và tôi chúc ông tốt đẹp. Qua ngày thứ tư vừa rồi thưa quý vị, Nam Hàn cho biết, thứ ba vừa rồi Nam Hàn cho biết là chúng tôi biết ông tình hình ở bên Bắc Hàn không có gì thay đổi cả, bởi vì chúng tôi quan sát tình hình không có cái gì đặc biệt. Quân đội không di chuyển, không có người dân không cảm thấy gì cả. Nhưng mà sáng thứ tư thì Nam Hàn nói chính thức luôn. Chúng tôi biết ông Kim Jong-un ở đâu rồi. Chúng tôi biết. Và ông tránh ra chỗ công chúng. Bởi vì có thể có những cái chuyện mà nói về sức khỏe của ông. Cái ông Kim Jong-choi là bộ trưởng thống nhất Bắc Nam Hàn nói là chúng tôi biết cái địa điểm ông Kim Jong-un đang ở. Và ông còn cho biết luôn là qua cái ông bộ trưởng ngoại giao của Nam Hàn là Kang Kyung-wha thì con cho biết luôn là tình trạng của ông Kim Jong-un không có vấn đề gì cả. Và chúng tôi cũng sẽ biết ở đâu và chúng tôi sẽ cho Tổng thống Donald Trump biết, bây giờ chưa phải lúc. Đại khái như thế. Thế bây giờ thưa quý vị, mình cho cái giả thiết là như Nam Hàn giờ họ chắc với anh cứ đồn đại tùm lum la. Bây giờ tôi là chúng tôi coi là tình hình là yên ổn là một. Thứ hai là bây giờ sáng thứ tư tôi tuyên bố là chúng tôi biết ở đâu, tức là còn sống. Thế nếu chuyện này nó thật, nó sự thật xảy ra thì tại sao ông này ông trốn? Tôi gọi là trốn. Thì đó như tôi nói cái hồi nãy, nó có giả thiết là ông đi trốn để không có lây bệnh, cũng có thể. Nhưng mà ai cấm ông trốn để mà cho tình hình tên tuổi ông lên không thua gì Donald Trump. Chúng ta nhớ trong những ngày qua, đại dịch Covid-19, cái chữ nó thống trị khắp thế giới, đi đâu nghe Covid khắp nơi hết. Trong khi đó ở Mỹ, Covid-19 đang là một cái đại dịch khủng hoảng chính trị đủ thứ và có thể ảnh hưởng của bầu cử năm 2019 luôn, và năm nay luôn. Thì ông Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ xuất hiện thường xuyên ở trên truyền thông qua các họp báo của ông trò ốc. Đáng lý ông trò là những thư ký báo chí của ông là họp báo không? Tôi đại diện tôi luôn, từ cái thời bà Sarah Sanders làm phát ngôn viên, cho bà làm mấy phùa ngon quá, thế thôi em để đó anh làm chứ. Thế bà thấy vậy thôi, anh làm thì em nghỉ xong cái bổ nhiệm cái bà tránh văn phòng của bà Melania Trump lên mấy tuần. Bà đó không được chủ trì buổi họp báo nữa, nghỉ trở lại làm tránh văn phòng cho bà đệ nhất phu nhân. Bây giờ mời bà khác lên, bà này là cũng bên vực ông Trump lên, nhưng mà bữa giờ chưa thấy bà tổ chức cuộc họp báo. Bởi vì tôi là người họp báo của tôi, ông Trump ông nói không ai mà đại diện tôi tốt hơn tôi hết. Thành ra mới có mấy cái chuyện mà nói chuyện uống thuốc rồi này kia, thuốc tẩy trùng, thuốc ký ninh thì các thứ đó. Thì quý vị có nhớ không? Trước đây mấy ngày ông Trump nói tôi có nhận được cái lá thư rất là thân thiện của Chủ tịch Bắc Hàn gửi cho tôi. Sau đó Bắc Hàn bảo không, chúng tôi đâu có gửi thư đó, không biết ông nghĩ sao ông nói vậy. Thì cho thấy rằng là ông Trump vẫn muốn, và ông Trump vẫn nói ông Kim là người bạn tốt nha. Và chúng ta biết là hai người này gặp nhau ba lần, một lần ở Singapore năm 2018, một lần Hà Nội tháng 2 2019, sau đó tháng 6 2019 gặp nhau bàn môn điếm trên màn hình quý vị thấy đó. 3 lần không giải quyết được vấn đề nguyên tử gì cả. Ông Trump vẫn hy vọng là yêu cầu được ông Kim Jong-un bỏ vũ khí nguyên tử thì coi như ông thắng chắc, ông thắng cuộc bầu cử tháng 1 năm nay chắc luôn. Nhưng mà không được, thành ra ông vẫn tiếp tục ông lên đăng đàn trong những ngày qua về vụ Covid để ông tranh thủ đó là cách vận động tranh cử của ông. Có thể đó là một cách vận động tranh cử của ông, tại vì ông không được đi đâu cả. Thì giả thiết đưa ra là có thể ông Kim Jong-un bảo mà tôi bắn 3 đợt hỏa tiễn, anh không nói gì với tôi, anh còn bịa ra là tôi gửi thư cho anh nữa. À, người ta để ý anh hơn tôi gì. Thế bây giờ tôi trốn, tôi chơi trốn tìm, tôi chơi ú tim, cho bà con chú ý tôi chơi, được không? Mà giả thiết thôi nha, thuyết âm mưu. Nhưng mà không cấm ông làm chuyện đó. Bởi vì ông này ông ta từng làm như vậy hồi năm 2014. Ông vắng mặt mấy ngày luôn, người ta đồn đoán tùm lum, mấy ngày sau ông ra ông đi tỉnh bờ chống gậy ra, người ta bảo chắc mới mổ gao cái. Thì thưa quý vị biết đâu đây là cái chiêu của Kim Jong-un chơi cố tình là trốn đi để cho bà con chú ý. Tôi cũng muốn được người ta để ý tôi nhiều giống như ta để ý Donald Trump vậy. Bởi hai ông này rõ ràng có cá tính cá nhân rất cao. Một ông thì là nhân vị dân từng làm truyền hình, rất thích được người ta nhắc đến mình, rất thích xuất hiện trên truyền hình. Còn một ông này là cũng rất thích người ta nhắc đến mình ở trên thế giới. Bởi vì ông là làm chủ cái Bắc Hàn rồi, không kể là bây giờ ít ai biết, ông phải làm cho người ta biết ông nhiều. Và có vẻ ông ganh tị với ông Donald Trump chuyện này, có thể ông đã trốn trong những ngày qua để người ta chú ý nhiều. Ngộ vậy, giống như hai người ngồi, ông A với ông B ngồi với nhau, người ta chú ý ông A mà không thèm để ý ông B. Đến lúc B bực thế thì tôi trốn, tôi không ngồi đấy nữa, nhìn ông A rồi không thấy ông B, ông B đâu rồi, B đâu đi kiếm nó, à tôi là chú ý ông B. Lúc ông A nói ông sùm nói gì lúc đó, chúng tôi không cần, chúng tôi không kém gì, tôi lại đi kiếm ông B cái đó, ông B ngồi chung với ông chạy đâu mất rồi. Đó, đại khái như vậy. Thì đó là cái chủ đề mà tôi nghĩ là đáng chú ý trong chuyện nóng trong tuần vừa qua gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ sau.